Ít nhất 36 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đắm phà ở trong vụ đâm phà ở phía tây nam đảo Hồng Kông Trung Quốc vào tối qua. Chiếc phà Lama 4 do công ty điện lực Hồng Kông thuê chở khoảng 124 người là nhân viên của công ty cùng gia đình họ đến cảng Victoria xem bắn pháo hoa nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc đã đâm phải một chiếc phà khác đang đi từ hướng ngược lại. Các hành khách bị văng xuống biển và phà Lama 4 đã bị chìm. Ngay sau khi xảy ra thảm họa, nhà chức trách Hồng Kông đã khẩn trương huy động các lực lượng chuyên trách triển khai công tác cứu hộ cứu nạn trên quy mô lớn và đã vớt được 123 người, nhưng nhiều người trong đó đã tử vong. Vụ tai nạn hôm qua là thảm họa tồi tệ nhất tại Hồng Kông trong gần 20 năm qua, kể từ sau vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà làm hơn 40 người thiệt mạng.